Ngày 8 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết lữ đoàn lính rủ của nước này hoạt động ở Bắc Gaza đã phát hiện cửa mở vào một đường hầm của Hamas. Cửa mở này nằm gần một công viên giải trí. Cùng ngày, các lực lượng Israel cũng tìm thấy một kho vũ khí chứa vật liệu hóa học, súng chống tăng, min claymore và nhiều trang thiết bị thứ khác. Địa điểm của kho vũ khí này nằm gần trường đại học. Trước đó vào ngày 5 tháng 11, trong quá trình hoạt động ở khu vực Bắc Gaza, các lực lượng Israel đã phát hiện nhiều điểm truy cập vào hệ thống đường hầm của Hamas. Theo quân đội Israel, các tay súng Hamas thường ẩn náu trong mạng lưới đường hầm phức tạp bên dưới mặt đất ở Gaza. Bà Daphne Richemont Barak, một chuyên gia về xung đột đô thị kiêm giáo sư tại Viện Chống Khủng Bố Quốc tế của Đại học Richmond ở Tel Aviv cho biết, Hamas đã xây dựng hệ thống đường hầm dưới Gaza trong 20 năm. Đây là mạng lưới ngầm cực kỳ phức tạp, gần như không thể bị xâm nhập. Khi bước vào, người ta lập tức rơi vào chứng sợ bị nhốt, mất hết phương hướng, không ý thức được về chuyện gì đang xảy ra, tất cả trao đảo, cảm giác giống như một cơn ác mộng. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 11, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống Hamas, mục tiêu là nhắm vào mê cung đường hầm và các cơ sở chỉ huy của lực lượng này ở phía bắc Gaza. Chiến dịch có thể mất nhiều tháng mới có thể hoàn thành. Người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari nói, lực lượng công binh chiến đấu của Israel đang sử dụng các thiết bị nổ để phá hủy mạng lưới đường hầm do Hamas xây dựng trải dài hàng trăm km bên dưới Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh, nước này có một mục tiêu, đó là các chiến binh Hamas ở Gaza cùng với cơ sở hạ tầng chỉ huy, hầm trú ẩn và phòng liên lạc. Israel tiết lộ, lực lượng công binh chiến đấu của nước này đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy các đường hầm và đã xóa bỏ được hơn 100 căn hầm. Ông Avi Melamed, cựu quan chức tình báo Israel cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đang thực hiện một kế hoạch để xác định vị trí các đường hầm, phá hủy các địa điểm phóng rocket và loại bỏ thành viên cũng như chỉ huy Hamas ông nhận định chiến thuật này nhằm loại bỏ xương sống quân sự của Hamas và nhận định nỗ lực trên có thể kéo dài vài tháng. Hệ thống hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới lòng đất Gaza, sâu tối đa 80m, những chiếc bẫy nguy hiểm, cấu tạo phức tạp, không gian nhỏ hẹp có thể trở thành ác mộng đối với bất cứ lực lượng nào khi phải tác chiến trong điều kiện này. Theo nguồn tin an ninh Israel, Hamas ước tính có lực lượng từ 20.000 đến 30.000 người. Israel đang tìm cách nhắm vào các chỉ huy chiến trường của Hamas để làm suy yếu khả năng của lực lượng này trong việc thực hiện các cuộc phản công. Các nguồn tin an ninh cho biết, quân đội Israel trên mặt đất cũng đang cố gắng thu thập thêm thông tin tình báo về mạng lưới đường hầm mà không nhất thiết phải tiến vào trong. Robot và chó đánh hơi đang triển khai để xác định vị trí lối vào đường hầm cũng như thăm dò các khu vực bên trong trước khi lực lượng mặt đất, bao gồm biệt kích và lực lượng tinh nhuệ được tung vào. Các binh sĩ Israel cũng đang sử dụng máy ủi để phá hủy một phần lối vào đường hầm lực lượng đặc nhiệm công binh Israel vốn được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ tìm và xâm nhập hệ thống đường hầm đầy rẫy nguy hiểm của Hamas ở giải Gaza với mục tiêu săn lùng và loại bỏ các chiến binh của tổ chức này. Đơn vị công binh chiến đấu tinh nhuệ nói trên là Yahalom. Họ đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc cận chiến với Hamas trong mê cung địa đạo sâu rộng dưới lòng đất giải Gaza. Cụ thể hơn, Yahalom được huấn luyện để thăm dò phát hiện khoảng 482 km đường hầm mà Hamas sử dụng để vận chuyển hàng hóa cho mục đích quân sự và chiến lược thách thức mà đơn vị Yahalom đối diện là phải tìm diệt mục tiêu trong bóng tối sâu dưới đất. Hamas có thể sử dụng địa đạo để bất ngờ tấn công Israel, trong khi công nghệ tiên tiến của Israel chỉ có thể phát huy tác dụng trên mặt đất và trở nên vô dụng khi ở sâu trong lòng đất. Một người đã tham gia quá trình huấn luyện của Yahalom ở Israel, chuyên gia John Spencer cho biết các chiến binh Hamas có thể sử dụng chính hệ thống đường hầm đó để lần tránh sự truy bắt và tấn công các lực lượng của Israel. Chủ tịch bộ môn tác chiến đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại chia sẻ với tờ Daily Best, đường hầm là phương thức rất hiệu quả để che giấu năng lực, bảo vệ năng lực và sử dụng các phương tiện bất đối xứng, tỉ như bất ngờ xuất hiện tấn công rồi nhanh chóng chui xuống hầm bảo toàn lực lượng. Đại tá Yaron Beton, tư lệnh đơn vị Yahalo giai đoạn năm 2016 chia sẻ, thách thức chính trong tác chiến dưới lòng đất là đối phương không có dấu hiệu gì trên mặt đất. Việc đối phương ẩn mình và thu thập tình báo là rất phức tạp, nan giải. Còn Trung úy Hezi của quân đội Israel nói vào năm 2016, nhiệm vụ này khó khăn, binh lính Israel không dễ tập dượt trước theo giáo trình. Mỗi đường hầm lại tạo ra những thách thức riêng và những mối nguy hiểm bất ngờ tiềm tàng. Không có đường hầm nào giống hệt nhau, người đầu tiên vào đường hầm sẽ phải tùy cơ ứng biến. Khi quý vị vào bên trong các địa đạo như vậy, quý vị mới thấy mối đe dọa mà chúng tôi đối mặt nó lớn nhường nào. Để giảm rủi ro cho các binh sĩ của đơn vị Yahalom, trong các năm gần đây, lực lượng phòng vệ Israel đã triển khai sử dụng robot để săn lùng chiến binh Hamas cũng như các bẫy mìn. Ngoài ra, binh sĩ Yahalom còn được trang bị bộ đồ riêng giúp họ thở và nhìn tương đối dễ dàng trong mạng lưới địa đạo chằng chịt. Trung tướng lục quân Mỹ Mark Schwartz bổ sung: Các binh sĩ Israel còn phải chuẩn bị đương đầu với các cuộc tấn công bằng khí độc. Khi mục tiêu của Israel là loại bỏ Hamas, áp lực lên đơn vị Yahalom lớn chưa từng thấy trong các chiến dịch quân sự trước đây. Israel đã cài min để phá hủy các đường hầm của Hamas, nhưng vẫn còn đó nhiều đường hầm khác. Trong khoảng 400 km đường hầm mà Hamas có, Israel nói họ mới phá hủy được 60 đường hầm. Và sau khi Israel phá một số đường hầm, Hamas dường như đã xây thêm rất nhiều đường hầm nữa. Lần này, nhiệm vụ đặc biệt của Israel khó hơn bội phần vì Hamas đã bắt hơn 200 con tin và giấu các nạn nhân trong hệ thống địa đạo. Lính đặc nhiệm vừa phải tìm diệt chiến binh Hamas, vừa phải lo đảm bảo an toàn cho các con tin. Giới chức Mỹ thừa nhận Hamas có thể luôn chuyển vị trí của con tin trong mê cung đường hầm để gây khó khăn cho nỗ lực tìm kiếm của Israel. Đích thân Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã thăm đơn vị Yahalom và động viên lực lượng này. Chúng ta đang đứng trước giai đoạn tiếp theo, các anh là một phần của giai đoạn đó, là một phần của đội tiên phong. Chúng ta có một nhiệm vụ là đập tan Hamas. Chúng tôi trông cậy vào các anh, nhân dân Israel trông cậy vào các anh. Tôi tự hào về các anh. Lực lượng phòng vệ Israel đã tập trung cao độ vào việc huấn luyện đơn vị Yahalom về tác chiến trong đường hầm. Chỉ một năm sau chiến dịch Vành đai bảo vệ năm 2014, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố sẽ mở rộng quy mô của đơn vị. Kể từ năm 2014, Israel đã nỗ lực huấn luyện JaHalom về hiệp đồng tác chiến trong cả thời bình và thời chiến với những bài tập điều hướng phức tạp trong các đường hầm mô phỏng. Ngoài ra, chuyên gia Spencer cho biết, lực lượng đặc nhiệm này đã được học sâu rộng về hệ thống đường hầm của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo từ năm 2022 một số binh sĩ của Jahalom tiến hành huấn luyện trên nhiều phương diện từ tác chiến đô thị phối hợp với trực thăng chiến đấu, sơ tán khẩn, tình báo và hậu cần. Đơn vị Jahalom được chia làm một số đại đội chuyên biệt như đại đội Samua chuyên xâm nhập, dọn dẹp và loại bỏ đường hầm, đại đội Safer chuyên về sử dụng vũ khí phi quy ước, đại đội Yel tập trung vào nhiệm vụ đánh phá. Trong quá khứ, các binh sĩ đã phải trải qua 9 tháng huấn luyện đặc nhiệm với nhiều khoa mục huấn luyện đặc biệt tuy nhiên spencer cảnh báo tình hình thực địa của hamas có thể đã thay đổi trong những năm gần đây khiến israel có thể gặp nhiều bất ngờ hamas khả năng cao đã tiếp tục đào các đường hầm mới còn chuyên gia swat cho biết hiện chưa rõ diện mạo và quy mô của đơn vị yahalom nhưng có thể đơn vị này không lớn lắm do mức độ huấn luyện chuyên sâu của nó chuyên gia spencer cảnh báo lực lượng phòng vệ israel có thể cạn kiệt các binh sĩ tinh nhuệ trong trường hợp chiến sự kéo dài và khi kịch bản đó xảy ra ông nói israel sẽ phải đưa vào đường hầm các binh sĩ chưa được huấn luyện bài bản có nhiều dấu hiệu cuộc chiến sắp tới giữa Israel và Hamas sẽ kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tháng. Những nguồn tin thân cận với hoạt động của Yahalom có vẻ dự kiến chiến dịch của họ sẽ kéo dài ít nhất là xuyên mùa đông. Người ta đang tìm kiếm nguồn quỹ để mua trang phục đông cho các đơn vị này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.